Ngày nay có rất nhiều các biện pháp tránh thai khác nhau, nhưng mọi người vẫn thường băn khoăn không biết đâu mới là biện pháp tránh thai phù hợp và tốt nhất cho bản thân. Vậy hôm nay hãy cùng với chúng mình tìm hiểu một vài biện pháp tránh thai thường gặp nhé. Trong số đó, biện pháp đầu tiên mình muốn giới thiệu là biện pháp tính vòng kinh. Để hiểu hơn về biện pháp tránh thai này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cơ sở của nó. Đầu tiên đến với khái niệm chu kỳ kinh nguyệt. Chu kỳ kinh nguyệt hay vòng kinh là thuật ngữ mô tả chuỗi thay đổi hàng tháng mà cơ thể người phụ nữ phải trải qua để chuẩn bị cho quá trình mang thai. Chu kỳ kinh nguyệt được tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt đến ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt tiếp theo. Chu kỳ ở mỗi người có thể khác nhau nhưng quá trình là giống nhau. Biện pháp tránh thai này dựa trên cơ sở chu kỳ kinh nguyệt ở người và hiểu biết của con người về nó. Bình thường, chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ kéo dài khoảng 28 đến 32 ngày. Thời điểm rụng trứng sẽ rơi vào ngày giữa tháng, tức là ngày thứ 14-15 của chu kỳ. Đối với quá trình thụ thai, chu kỳ này được chia thành 3 thời điểm: an toàn tương đối, an toàn tuyệt đối và nguy hiểm. Cụ thể, thời điểm tránh thai tương đối là thời điểm quan hệ tương đối an toàn. Đây là khoảng thời gian tính từ ngày đầu tiên của chu kỳ hay còn gọi là ngày có kinh đầu tiên cho đến ngày thứ 9 của kỳ kinh. Nếu quan hệ trong thời gian này thì khả năng có thai là vô cùng thấp. Thời điểm dễ mang thai, quan hệ nguy hiểm. Khoảng thời gian được xem là dễ mang thai, nguy hiểm trong quan hệ tình dục đối với những người muốn tránh thai tính từ ngày rụng trứng, cộng hoặc trừ thêm 5 ngày trước và sau đó. Những người có chu kỳ kinh nguyệt đều thì ngày rụng trứng sẽ là ngày giữa tháng, ngày thứ 14-15 của chu kỳ và từ ngày 10 đến 20 được xem là khoảng thời gian thụ thai dễ nhất. Bởi vậy, khi quan hệ tình dục trong những ngày này, khả năng có thai sẽ lên tới trên 90%. Thời điểm tránh thai hiệu quả, tức quan hệ an toàn. Khoảng thời gian này được tính từ ngày thứ 20 đến ngày đầu của chu kỳ kinh nguyệt. Đây là thời điểm trứng đã rụng nên sẽ không thể xảy ra hiện tượng thụ thai. Mỗi biện pháp tránh thai đều kèm theo những ưu và nhược điểm của nó. Biện pháp tính vòng kinh cũng không ngoại lệ. Ưu điểm lớn nhất của nó là không có tác dụng phụ lên cơ thể, không cần dùng thuốc, cảm giác chân thật hơn. Cho nên đây là biện pháp an toàn và không tốn kém. Mặt khác, nó cũng có không ít nhược điểm. Đầu tiên, đây là biện pháp chỉ phù hợp với những ai có kỳ kinh đều. Ngược lại, những người rối loạn kinh nguyệt thì đó hoàn toàn không phù hợp vì độ chính xác rất thấp. Thứ hai, do tỷ lệ tránh thai chỉ đạt khoảng 75%, vì đôi khi thời gian rụng trứng có thể bị chệch, xảy ra hoặc sớm hoặc trễ, hơn một chút so với dự tính. Cuối cùng, một số lưu ý khi sử dụng biện pháp này là chỉ phù hợp với những ai có kỳ kinh đều. Nhiều trường hợp mặc dù đã tính ngày an toàn để tránh thai nhưng vẫn mang thai là bởi chu kỳ kinh không ổn định vì mắc bệnh phụ khoa hoặc rối loạn kinh nguyệt nên tính sai ngày rụng trứng. Hoặc tuy vòng kinh đều nhưng lại thường xuyên bị stress, chế độ sinh hoạt và ăn uống không khoa học nên quá trình rụng trứng bị ảnh hưởng. Quan hệ vào ngày trứng chưa thoái hóa hoàn toàn hoặc vẫn tiếp tục rụng nên tinh trùng vẫn gặp được trứng và xảy ra quá trình thụ thai. Chỉ quan trọng việc tính ngày an toàn mà không dùng các biện pháp tránh thai khác. Biện pháp tính vòng kinh tuy an toàn nhưng độ hiệu quả chưa cao, vì vậy chúng ta có thể cân nhắc biện pháp kỹ càng hơn là sử dụng thuốc tránh thai, gồm hai loại sử dụng hàng ngày và sử dụng khi khẩn cấp. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu về thuốc tránh thai hàng ngày. Vậy vì sao lại có sự khác nhau giữa thuốc tránh thai hàng ngày và thuốc tránh thai khẩn cấp? Đầu tiên, về thành phần, thuốc tránh thai hàng ngày thường chứa estrogen và progesterone. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm tránh thai hàng ngày được chia thành hai loại, vỉ 21 viên và vỉ 28 viên. Riêng với vỉ 28 viên, ngoài 21 viên chứa hormone tránh thai, còn có thêm 7 viên giả dược chứa đường hoặc sắt nhằm giúp người dùng uống thuốc liên tục, tránh quên thuốc. Về cách sử dụng, vỉ 21 viên và vỉ 28 viên đều sử dụng tương tự như nhau. Cách uống vỉ đầu tiên là uống một viên một ngày, từ ngày thứ nhất của chu kỳ kinh liên tục suốt 21 ngày. Nếu kinh nguyệt đã xảy ra trong vòng 5 ngày, thì uống viên đầu tiên vào ngày thứ 5 và tiếp tục một viên một ngày, cho đến khi hết vỉ thuốc, dùng kèm bao cao su hoặc kiêng rau hợp trong 7 ngày đầu uống thuốc. Cách uống vỉ thuốc kế tiếp đó là nghỉ 7 ngày sau khi uống hết vỉ đầu tiên, bắt đầu uống vỉ thứ hai cho dù kinh nguyệt xuất hiện vào ngày nào. Một số tác động của thuốc tránh thai hàng ngày có thể kể đến như ngăn cản sự phát triển các nang trứng, ngăn cản sự rụng trứng, làm dày, nhầy hơn chất dịch trong cổ tử cung, gây cản trở sự di chuyển của tinh trùng. Với ưu điểm, thuốc tránh thai hàng ngày có ít tác dụng phụ, giúp chủ động tránh thai và có khả năng có thai trở lại ngay lập tức sau khi ngưng thuốc, giúp giảm đau, giảm lượng máu khi hành kinh, hình thành chu kỳ kinh đều đặn, giảm mụn trứng cá và giảm đau bụng, đau lưng trước và trong chu kỳ kinh. Tuy an toàn nhưng thuốc tránh thai hàng ngày cũng có một số nhược điểm như là cần phải sử dụng hàng ngày và cố định trong một khung giờ thì thuốc mới có hiệu quả cao nhất, cũng như không có tác dụng phòng chống các bệnh lây qua đường tình dục. Cuối cùng, một số điểm lưu ý khi sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày là nên uống vào một thời điểm cố định trong ngày để tránh việc quên thuốc, nên vào buổi sáng.
Nếu bệnh nhân muốn thay đổi giờ uống thuốc, nên bắt đầu thay đổi khi uống một vị thuốc mới, luôn thay đổi theo hướng tiến thời gian lên, với khoảng thời gian trì hoãn không vượt quá 12 giờ. Đặc biệt, không dành cho người mà bản thân hoặc gia đình có tiền sử mắc các bệnh lý huyết áp cao, mắc các bệnh lý tim mạch, tiểu đường, bệnh thận, bệnh gan. Thường chỉ được gọi là viên thuốc kết hợp được thiết kế để tránh thai. Bạn cần uống mỗi viên một ngày, lý tưởng nhất là cùng một lúc. Bạn có thể thấy rằng việc sử dụng một ứng dụng hoặc báo thức sẽ giúp bạn ghi nhớ. Bạn làm điều này trong 21 ngày và sau đó nghỉ ngơi trong 7 ngày. Thuốc có chứa sự kết hợp của hai loại hormone progesterone và estrogen. Những thứ này phối hợp với nhau để ngăn trứng rụng, làm cho trứng và tinh trùng khó tiếp cận với nhau và làm cho niêm mạc tử cung mỏng hơn. Do đó, một quả trứng không thể cấy vào được. Khác với thuốc tránh thai hàng ngày, thuốc tránh thai khẩn cấp được sử dụng sau khi phát sinh quan hệ tình dục không được bảo vệ như quan hệ tình dục không an toàn, phụ nữ bị cưỡng hiếp hoặc có sử dụng biện pháp bảo vệ khác nhưng lo sợ không thành công. Một số thông tin về thuốc tránh thai khẩn cấp. Thành phần chính của thuốc tránh thai khẩn cấp chứa hàm lượng lớn hormone sinh dục nữ progesterone. Nguyên tắc ngừa thai tương tự như thuốc tránh thai hàng ngày. Tuy nhiên, sự khác biệt hàm lượng progestin chính là điểm khác biệt, giúp loại thuốc này cho tác dụng ngừa thai nhanh chóng. Thuốc tránh thai khẩn cấp phổ biến là loại 1 viên và loại 2 viên. Về cách sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp, đối với thuốc tránh thai khẩn cấp 1 viên có thành phần levonorgestrel hàm lượng 1,5mg, được khuyến cáo nên sử dụng càng sớm càng tốt và tối đa trước 72 giờ sau khi quan hệ không có biện pháp bảo vệ. Nếu uống trong vòng 24 giờ đầu tiên thì hiệu quả tránh thai là 95%, từ 25 đến 48 giờ tiếp theo hiệu quả tránh thai giảm còn 85% và từ 49 đến 72 giờ hiệu quả tránh thai chỉ còn 58%. Đối với thuốc tránh thai khẩn cấp 1 viên chứa thành phần mifepristone hàm lượng 10mg thì được khuyến cáo sử dụng càng sớm càng tốt để đạt hiệu quả cao nhất và tối đa trong vòng 120 giờ sau khi quan hệ tình dục. Thuốc tránh thai khẩn cấp loại 2 viên thì mỗi viên chứa 0,75mg levonorgestrel. Viên thứ nhất uống càng sớm càng tốt, không chậm hơn 72 giờ và viên thứ hai uống sau viên thứ nhất 12 giờ, không để chậm hơn 16 giờ. Nhất thiết phải uống đủ 2 viên mới có tác dụng phòng tránh mang thai. Tác động của thuốc tránh thai khẩn cấp có sự khác biệt rất lớn so với thuốc tránh thai hàng ngày. Khi được đưa vào cơ thể, các thành phần nội tiết có trong thuốc ngừa thai khẩn cấp sẽ gây tác động làm cản trở quá trình rụng trứng tự nhiên ở phụ nữ, nhờ đó ngăn cản sự gặp gỡ và diễn ra thụ tinh giữa trứng và tinh trùng. Trong trường hợp trứng đã thụ tinh, thuốc sẽ ngăn không cho nội mạc tử cung hình thành nên cửa sổ làm tổ, ngăn cản việc làm tổ của phôi thai trong lòng tử cung. Nếu quá trình làm tổ đã diễn ra, thuốc tránh thai khẩn cấp không làm gián đoạn quá trình mang thai. Rõ ràng, ưu điểm lớn nhất của thuốc tránh thai khẩn cấp là dễ sử dụng, khả năng tránh thai rất cao, từ 95 đến 99%, nhưng nhược điểm là cần uống gần thời điểm quan hệ thì mới có tác dụng cao, không được sử dụng như một biện pháp tránh thai thường xuyên vì càng sử dụng nhiều càng mất tác dụng, có thể gây vô sinh. Tác dụng mạnh như là buồn nôn, chóng mặt, đau ngực, ram huyết, kinh nguyệt bất thường, căng ngực, không có tác dụng phòng chống các bệnh lây lan qua đường tình dục. Chúng ta cũng cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng loại thuốc này, chỉ uống thuốc trong trường hợp thực sự cần thiết để tránh ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước khi uống, không uống quá 2 lần một tháng và 3 lần một năm, nên uống sớm nhất sau khi phát sinh quan hệ tình dục không được bảo vệ để đạt hiệu quả ngừa thai cao nhất, không uống trong các trường hợp đang mang thai hoặc nghi ngờ mang thai, đang điều trị bệnh lý như đái tháo đường, tim mạch, động kinh, rối loạn tuần hoàn máu não. Nếu sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp, nó sẽ hoạt động trong chu kỳ kinh nguyệt của bạn như thế nào? Trứng được phóng vào ống dẫn trứng từ buồng trứng, điều này được gọi là rụng trứng và thường xảy ra vào giữa chu kỳ của bạn, nhưng nó có thể thay đổi theo từng tháng và từ ngày này sang người khác. Nếu chưa bao giờ sử dụng bao cao su hoặc tinh trùng thất bại sẽ bơi ra ngoài âm đạo qua cổ tử cung và hướng tới ống dẫn trứng. Trừ khi bạn đang sử dụng một phương pháp tránh thai khác, tinh trùng có thể gặp nhau và thụ tinh cho trứng và cấy vào thành tử cung. L1 có thể giúp ngừa thai bằng cách trì hoãn rụng trứng, nghĩa là không có trứng nào được phóng ra bên ngoài tinh trùng. Sẽ không có gì để thụ tinh